Xin chào quý vị, chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị đặt cái chế độ im lặng trong group Telegram mà quý vị đang quản lý. Hay nói cách khác, quý vị có thể biến cái group Telegram của quý vị thành một cái channel. Và tất nhiên, tất cả các thành viên trong group không thể chat được. Ok. Thì để tìm hiểu sâu hơn về Telegram cũng như là bot hoặc là các lệnh của bot râu, quý vị có thể tìm hiểu trong cái kênh thông tin thủ thuật Telegram của tôi. Đó. Từ cái phần tạo group và channel là cái phần số 0. Phần 1 là tạo bot râu. Phần 2 là các lệnh của bot râu. Phần 3 là các lệnh của bot râu tiếp theo. Đó, phần 4 cũng là các lệnh của bot râu. Và còn một cái phần 5 nữa cũng rất chi là quan trọng. Cái phần 5 là cái phần tự động gửi tin nhắn vào group. Ok, thì quý vị ai chưa hiểu cái phần nào, quý vị có thể tìm những cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Quý vị nên xem đi xem lại, tránh trường hợp là quý vị hỏi nhiều quá, có thể tôi chưa kịp trả lời, sẽ mất thời gian của quý vị. Ok chưa? Rồi, thì quý vị phải có một cái group mà quý vị đã tạo. Đó, hoặc là quý vị đang làm admin hoặc là quản lý cái group đó. Ok, bây giờ tôi sẽ đăng nhập. Quý vị hãy vào địa chỉ www.telemi.io. Đó. Rồi quý vị chọn vào Get Started Free. Quý vị lưu ý này, những cái video này của tôi chia sẻ là miễn phí, cũng như là cái trang Telemi này là miễn phí, cho nên nó sẽ có giới hạn cho một số group. Trường hợp group của quý vị mà nhiều thành viên mà cái nội dung tin nhắn nó nhiều quá thì quý vị không nên sử dụng cái Telemi này. Đó, quý vị nên nâng cấp lên. Cũng trong ngay cái Telemi.io này nó có những cái bản nâng cấp là quý vị phải mất phí thì quý vị mới có thể sử dụng được một cái group lớn mà nó có quá nhiều nội dung, có quá nhiều tin nhắn trong một ngày. Đó. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn vào Get Started Free này. Thì nếu như lần đầu quý vị đăng nhập, nó sẽ có yêu cầu xác nhận ở bên cái tài khoản Telegram của quý vị. Ok chưa? Và quý vị phải xác nhận bên này một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang tiếng Việt để quý vị tiện theo dõi. Đó, tiếng Việt này. Rồi tôi sẽ chọn vào Login. Rồi, bây giờ quý vị hãy vào cái Telegram của quý vị nhé. Và ở đây thì tôi đã tạo sẵn một cái group của tôi rồi. Đây, tôi sẽ vào cái group của tôi là cái group Free Game đây. Đó. Việc đầu tiên là tôi phải thêm cái con bot Telemi vào group của tôi đã. Ok chưa? Quý vị hãy chọn vào Add Member mà nó có cái dấu cộng và biểu tượng hình người. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy đánh là Telemi. Đó, nó sẽ ra
cái danh sách ở bên dưới quý vị chọn là telemi.io. Tôi sẽ chọn này, chọn vào add. Ok, quý vị sẽ để ý sẽ thấy cái bot telemi đây này, đó, nó có trong cái danh sách group của quý vị rồi, và nó sẽ có một cái thông báo telemi.io ở đây đó. Ok, bây giờ tôi sẽ set bot telemi này thành admin để nó quản lý group thay tôi. Tôi sẽ vào cài đặt, chọn vào manager group, chọn vào administrator. Ở ô tìm kiếm tôi sẽ đánh là telemi. Đó, tôi sẽ chọn luôn cái telemi.io. Chọn save. Chọn close. Chọn save tiếp. Ok, bây giờ quý vị hãy trở lại với cái trình duyệt web mà quý vị vừa đăng nhập Telegram của quý vị vào cái trang telemi.io. Quý vị hãy làm mới cái trình duyệt lên. Rồi, nó chưa hiện lên đây thì quý vị hãy thoát ra đã này, chọn logout, logout này, ok. Rồi bây giờ tôi sẽ đăng nhập lại, đăng nhập lại này. My group. Rồi nó vẫn chưa lên. Tôi thử refresh lại một lần nữa xem nào. Rồi, tôi phải thoát ra. Lock out. Ok. Rồi, có thể là nó hơi chậm. Thì quý vị sẽ thấy khi quý vị add cái con bot telemi vào group của quý vị nhá, thì quý vị đăng nhập vào cái trang telemi.io, nó sẽ có cái địa chỉ group của quý vị, nó ở cái màn hình chính trong cái mục My Group. Ok chưa? Tôi sẽ chuyển sang tiếng Việt để quý vị tiện theo dõi. Đó. Đây, ví dụ tôi đã thêm cái con bot telemi vào cái group của tôi là Goldminer đây. Đó, thì nó sẽ có cái địa chỉ group Goldminer ở cái trang chủ của tôi. Ok chưa? Thì ở đây nó, ở đây tôi sử dụng cái gói là miễn phí thì nó sẽ hạn chế thôi. Còn quý vị muốn nâng cấp thì quý vị có thể mua cái gói cao cấp hơn. Ok, bây giờ quý vị hãy chọn vào cái group của quý vị này. Đó, thì nó sẽ ra một danh sách menu. Đó, danh sách menu ở bên trái màn hình quý vị đây này. Quý vị hãy chọn đến cái chế độ im lặng. Nếu quý vị không có tiếng Việt thì nó có cái biểu tượng gạch sửa gạch ngang đây này, và cái mic. Đó, quý vị hãy chọn vào chế độ im lặng. Ok, nó sẽ ra cái màn hình chế độ im lặng. Đó. Đây, quý vị muốn duy trì nhóm này trong bao lâu, vui lòng chọn thời lượng. Đó. Và cái gói miễn phí này, nó cho quý vị sử dụng 5 cái lệnh trong cái chế độ im lặng này. Và bên dưới nó là các lựa chọn trong chế độ im lặng. Các thành viên được phép gửi tin nhắn có chứa một trong các từ khóa sau. Đó, thì quý vị cài đặt theo ý thích của quý vị. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ quý vị hãy chọn vào cả bạn muốn duy trì nhóm này trong bao lâu. Tức là quý vị muốn cài đặt cái chế độ im lặng cho cái group của quý vị
trong cái thời gian bao nhiêu lâu, có thể là phút này, 5 phút, 15 phút này, nửa tiếng, 1 giờ, 2 tiếng, 5 giờ, nửa ngày. Đó, theo ngày này, theo tuần này, hoặc là theo tháng. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn là 5 phút đi. Đó. Thì trong thời gian 5 phút, tất cả các thành viên trong nhóm của tôi không thể gửi tin nhắn hoặc là chat trong cái nhóm mà tôi đã tạo, cũng như tôi đã thêm cái con bot này vào. Ok chưa? Đó. Rồi quý vị chọn vào bật chế độ im lặng. Chọn được. Ok. Vậy là tôi đã kích hoạt cái chế độ im lặng. Và quý vị lưu ý, trong cái thời gian quý vị bật cái chế độ im lặng thì tất cả các member, tất cả các thành viên, họ không thể chat hay là nhắn tin trong cái group mà quý vị đã đặt. Đó, chỉ có admin này, OL hoặc là mod, họ vẫn có thể nhắn tin lên nhóm được. Ok chưa? Rồi, thì đến đây tôi xin kết thúc video lại. Quý vị đừng quên đăng ký theo dõi kênh cũng như là chia sẻ để tôi có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo để quý vị tham khảo. Và quý vị ai chưa có tài khoản trên các sàn giao dịch crypto thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi, tôi xin kết thúc video này.